chương 291, thúc thúc A-di, sẽ không tức giận A. Ai? Nữ nhi này. Triệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nam nhân, hai người đều là ngầm hiểu. Chính mình nữ nhi này, là thật không cứu nổi. Đã bị tần thiếu gia cho mê đến thần hồn điên đảo. Trước một khắc trong nhà, còn sầu não uất ức, ăn nuốt không trôi, cái kia tiều tụy bộ dáng, đừng đề cập nhiều làm cho đau lòng người. Một giây sau, tần thiếu gia điện thoại vừa đến, đồng thời còn nói muốn chạy tới, mấy ngày nay cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nữ nhi, trong chớp mắt tựa như là biến thành người khác đem nàng cái này làm mẹ đồ trang điểm đều nhanh muốn cho trà đạp xong, vì chính là muốn che giấu một chút chính mình khóc đỏ lên mí mắt cùng có một chút ảnh hưởng bộ mặt da thịt. Mẹ, ngươi nói dạng này dựng không đáp. Lâm Tịch Nhi nhìn lấy chính mình một đôi chân, nhớ mày suy nghĩ trong chốc lát. Triệu Minh Nguyệt tức giận liếc mắt, cái gì dựng không đáp? Thời tiết này lạnh như vậy, ngươi liền mặc ít như vậy, cũng không sợ đem chính mình cho đông lạnh hỏng. Nhất là ngươi này đôi chân, đó là lão thần y thật vất vả mới chữa trị tới, muốn là đông lạnh ra cái gì mau bệnh chẳng lẽ lại ngươi lại muốn tần thiếu gia đi nhà tranh bên ngoài quỳ trước ba ngày ba đêm sao? Ta không muốn. Lâm Tịch Nhi kiên định lắc đầu, quay người thì hướng về trên lầu chậm rãi đi đến, ta hiện tại liền đi thêm y phục, thêm một đầu tơ trắng. Hoắc! Ngươi dậy! Lâm Thiên Lân chờ nữ nhi sau khi lên lầu, tài năng danh vọng lấy thê tử, trừng mắt nhìn. Triệu Minh Nguyệt tức giận liếc mắt, cái gì ta dậy? Ta là cái loại người này. Lại nói, ngươi cho rằng tần thiếu gia cùng các ngươi loại này thô hán tử giống như. Thì ưa thích loại kia kiểu dáng không chừng người ta cảm thấy nữ hài tử mặc lấy tơ trắng, đặc biệt không có có phẩm vị đâu. Đợi chút nữa ta được thật tốt quan sát quan sát, muốn là tầng thiếu gia không thích lời nói, ta liền giúp tịch nhi nhiều mua mấy bộ vớ đen. Nói là đợi chút nữa, nhưng một mực bận rộn đến trạng vạn tối, tầng lãng thanh âm mới miễn cưỡng xuất hiện tại quà vặt đường phố Phạm Vi. Sắc mặt tái nhật rất nhiều, thân hình cũng hơi hơi có có chút tập tỉnh. Tầng đại ca một mực tại nhà trước mong mỏi cùng trong mong lâm tịch nhi tại nhìn thấy tầng lãng bóng người về sau trước tiên tiểu chạy tới tốc độ không nhanh thậm chí có thể nói phía trên là chậm, nhưng dù vậy, đối với hai chân mới có thể đứng lên không có mấy ngày Lâm Tịch Nhi tới nói, cũng là một cái kiêu chiến không nhỏ. Nhìn phía sau Lâm Thiên Lân cùng Triệu Minh Nguyệt, một trận kinh hồn bạc vía. Trong lòng có kiên định mục tiêu, Lâm Tịch Nhi chẳng sợ hãi, không có nửa điểm sợ hãi chính mình sẽ té ngã lo lắng, nàng chỉ muốn trước tiên vọt tới tầng đại ca trong ngực. Không dài một đoạn đường, Lâm Tịch Nhi chạy có tiểu nửa phút, một mạch đem chính mình cho đưa thân vào tầng đại ca ấm áp trước ngực, liều mạng giống như dùng hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn, đem chính mình treo lơ lửng ở trên người hắn, cực kỳ giống một cái gấu túi nha tịch nhi đây là bạn trai ngươi a à. coi như không tệ trai tài gái sắc vốn là ta còn nghĩ đến đem ta cái kia đại chất tử nói cho ngươi làm đối tượng đâu không nghĩ tới ngươi bản thân tìm cái đẹp trai như vậy thật là đăng đối a à. tịch nhi đứa nhỏ này phía trước 20 năm qua khổ a à, rõ ràng dài đến đẹp như thế lại không thể đầy đủ đi bộ hiện tại tốt cái kia quái mau bệnh rốt cục bị chữa khỏi đoạn đường này chạy chậm ngay cả ta lão thái bà này cũng không sánh nổi ha ha, ha. nha tiểu nha đầu này càng nói nàng còn càng mạnh hơn ông như thế thân. Một mọi người hàng xóm láng giềng, lẫn nhau ở giữa, đều là quen thuộc vô cùng, thấy từ nhỏ nhìn đến lớn Lâm Tịch Nhi như thế vọt tới một người nam tử trong ngực, nhất thời nhịn không được điều khẳng lên. Trương Gia Gia, Lý Nải Nải, Vương Thúc Thúc, các ngươi liền sẽ dễu cật ta. Lâm Tịch Nhi thò đầu ra, xấu hổ hướng về phía mấy cái một trưởng bối lần lượt quát lên, nửa chút đều không có muốn buông ra tầng lãng ý tứ. Mấy cái này trưởng bối, đều là nhìn lấy Lâm Tịch Nhi lớn lên, đều biết nữ hài nhi này tính cách, đây chính là không ngừng sợ người lạ, gặp người sống, lời cũng không dám nói hai câu cái chủng loại kia. hiện tại thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy, cùng tần lãng như vậy thân cận, có thể nghĩ là đến cỡ nào quan tâm. mỗi một cái đều là treo gẹo hai câu, liền bỏ mặt lâm tịch nhi rời đi. chân có thế đi rồi. tần lãng đánh giá lâm tịch nhi hai chân, còn ngồi sổng người xuống, tại bắp chân của nàng phía trên nhéo nhéo, thăm dò một chút. lâm tịch nhi xấu hổ đỏ mặt gò má, nhẹ nhàng ư ừ một tiếng, nàng ấp úng lầu bầu, tần đại ca, muốn không chúng ta về nhà trước đi, trên đường có người nhìn lấy đâu, trở về. ta. À, ta cho ngươi mò. Thành. Tần lãng nắm lấy Lâm Tịch Nhi tay nhỏ, đi lại chậm rãi hướng về đã cải tiến Lâm gia tiệm mì đi đến. Cửa Lâm Thiên Lân mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, Tần thiếu gia, bản thân nhà bao sủi cảo đều chuẩn bị xong, liền chờ ngươi đã đến vào nồi. Muốn không lúc này, ngươi trước cùng Tịch Nhi đi trên lầu nói chuyện tâm tình. Đợi chút nữa sủi cảo tốt, lại gọi ngươi đi ra ăn. Nói thật, Lâm Thiên Lân tâm lý cảm kích, cái kia là tuyệt đối cao vút, nhưng tại đối mặt Tần lãng thời điểm, luôn cảm thấy không phải như vậy thích hợp, tâm lý quái bỡ ngỡ. Tần Lãng cười cười, vậy ta sẽ không quấy rầy thúc thúc A Di, về sau thúc thúc A Di cũng không muốn mở miệng một tiếng tần thiếu gia kêu, các ngươi cũng biết tâm ý của ta, về sau gọi ta tiểu Tần là được. Bằng không, để ngoại nhân biết, còn cảm thấy ta không có có lễ nghĩa đâu. Tần. Tiểu Tần, ta đi cho ngươi cắt hoa quả. Triệu Minh Nguyệt chê cười sửa lại miệng, tâm lý đó là không nói ra được cao hứng. Tần Lãng là ai, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, mặc dù biết không rõ rệt, nhưng tuyệt đối địa vị rất lớn chính là. Cái kia bệnh viện tư nhân cho dù là thiên hải thành phố đại nhân vật tới, đều phải gò bó theo khuôn phép, khách khách khí khí. Kết quả, tần thiếu gia giận dữ, liền bệnh viện viện trưởng đều bỡ ngỡ. Như vậy tôn quý rộng rãi nhà đại thiếu, không tự cao tự đại thì cũng thôi đi, còn như vậy khiêm tốn. Nói thật, liền triệu minh nguyệt cái này luôn luôn tự xưng là ánh mắt độc ác mẹ vợ, đều chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Mẹ, ta trước mang theo tần đại ca đi trên lầu. Lâm tịch nhi có chút vội vã không nhịn nổi, trong đầu có thật nhiều thật là nhiều lời nói muốn muốn nói ra đến, liền vội vàng đem cha mẹ đều gạt mở, ông lấy tầng lãng cánh tay, liền hướng trên lầu nắm. Vào nhà về sau, nàng thuận tay liền đem cửa phòng cho mang tới, nghĩ đến lôi kéo tầng lãng ngồi tại cạnh giường nói chuyện tâm tình. Có thể thật vừa đúng lúc, chân phía dưới một cái lão đảo, thuận thế liền đem tầng lãng cho đẩy ngã xuống trên giường, cả người đều chật vật nằm lên, hồng nhuận phân phất khóe miệng khắc ở trên gương mặt của hắn. Tần đại ca, ta. Lâm Tịch Nhi vội vàng dùng tay chống đỡ bộ ngực của hắn, mắt cỡ đỏ mặt, muốn giải thích. Nàng thật không phải cố ý, vừa vặn giống như là dẫm lên thứ gì, mới sẽ trùng hợp như vậy đạp đổ, tiếp theo thân đi lên. Có thể tần lãng lại là nhìn quanh hai bên một vòng, nhất là nhìn chầm chầm cửa phòng phương hướng. Dừng một chút, mới chần chờ chậm rãi mở miệng nói, tịch nhi, chúng ta dạng này, nếu để cho thúc thúc a di biết rồi. Bọn họ sẽ không tức giận A. Chương 292, Lâm Gia hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tần đại ca, không. Không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Lâm tịch nhi đóng đỏ mặt gò má lầu bầu, lại cúi đầu nhìn thoáng qua tư thế của mình bây giờ muốn giải thích nhưng lại là giải thích không rõ chỉ có thể một quyết miệng không nói lời nào ôm cổ hắn rút vào trong ngực của hắn khẽ hừ một tiếng trong nội tâm nàng có nỗi khổ không nói được vừa mới rõ ràng là dẫm lên cái gì mới có thể lão đảo một chút mới không có cố ý vội vã như vậy đâu nàng cũng không muốn đi giải thích càng giải thích càng là trắng xám cứ như vậy ôm tầng đại ca liền tốt hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó dù sao nàng không quan tâm thừa cơ hội này nhiều tự ở tầng đại ca trong ngực một hồi thời gian kẹt kẹt phòng cửa bị đẩy ra triệu minh nguyệt trong tay bưng một cái cắt gọn đĩa trái cây đi đến tại nhìn thấy chính mình nữ nhi đem tần lãng cho bổ nhào cục diện về sau không nói một lời đem đĩa trái cây để lên bàn nhìn thấy tựa ở tần lãng nữ nhi trong ngực quay đầu lại bốn mắt đụng vào nhau không có bất kỳ cái gì thanh âm triệu minh nguyệt cho một cái cổ vũ lại ủng hộ ánh mắt cái kia tán đồng bộ dáng còn kém lại cho bản thân nữ nhi lại dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không có lưu phía dưới bất luận cái gì lời nói triệu minh nguyệt để xuống đĩa trái cây thì yên tĩnh đi ra trước khi đi vẫn không quên đem cửa phòng cho mang lên tần đại ca ta cảm thấy mình tốt bỉ khuất, rõ ràng không phải là các ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, vừa mới thật là cái hiểu lầm. Lâm Tịch Nhi quay đầu lại, nhìn chầm chầm tần lãng thâm thúy đôi mắt, vĩ khuất ba ba lầu bầu. Tần lãng vương tay, nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc dài, an ủi nói, đừng ngốc, bất kể có phải hay không là, trong lòng ta đều vui lòng. Huống chi, vừa mới tiến vào cái kia là ngươi mụ mụ, chính mình nữ nhi sự tình, nàng còn có thể cùng người khác nói lung tung. Lão Lâm! Lão Lâm! Đừng lên lầu, Tịch Nhi đem tiểu tần đều cho bổ nhào, đừng ngay tại lúc này cho tịch nhi thêm phiền ngoài cửa phòng vang lên một trận thúc giục thanh âm thanh âm không lớn nhưng trong phòng lại có thể loáng thoáng nghe ra toàn cảnh cụ cụ đó là cái ngoài ý muốn tần lãng nắm tay đặt ở bên miệng dùng ho khang đi che giấu xấu hổ lâm tịch nhi hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại Vươn tay, tại tần lãng trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve một mặt trách cứ nói tần đại ca ngươi tại sao muốn đợi ta tốt như vậy a à? có sao tần lãng nghĩ minh bạch giả hồ đồ đánh lên liếc mắt đại khái Lâm Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ba ba bệnh, muốn không phải ngươi giúp đỡ, căn bản cũng không có biện pháp sống sót, hai chân của ta, muốn không phải ngươi tại cái kia vị lão thần y nhà tranh trước quỳ ba ngày ba đêm, cũng không có khả năng bị chữa trị. Có thể nói, nhà chúng ta đều là bởi vì ngươi, mới có thể tiếp tục trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ta, à, ta rất cảm kích ngươi, nhưng, nhưng là ngươi lần sau có thể hay không đừng lại làm ra chuyện hại mình rồi. Tần lãng cao mày, không vui nói, lại là quân tử cái kia miệng rộng nói cho ngươi. Không phải, mới không phải đâu, là lão thần y chính miệng nói. Tần đại ca còn muốn giấu giếm ta à? Lâm Tịch Nhi cũng không muốn cho vị kia bảo tiêu đại ca gây phiền toái, vội vàng giải thích, có chút tâm lý không cao hứng oán trách lên. Tần đại ca người này thật là quá độc lai độc vãng. Rõ ràng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, lại không nhắc tới một lời, muốn không phải vị kia lão thần y nói lỡ miệng, đến bây giờ nàng sợ là còn muốn mơ mơ màng màng. Bất kể là ai nói, trong lòng ngươi đều không muốn có gánh vác, đây đều là ta tự nguyện làm. Tần Lãng nghiêm túc, ngươi trước đứng dậy, để cho ta chậm rãi thể cốt có chút yếu chịu không được ngươi như thế đè ép lâm tịch nhi hồ nghi lui về sau tại cảm thấy được không thích hợp thời điểm lại dừng lại phía dưới lui xu thế hai cái đùi khép lại lấy tâm lý giật mình trên gương mặt lần nữa hiện ra một đoá hồng vân tần đại ca ngươi có phải hay không lại đang nghĩ những chuyện kia a chân của ta đã tốt đâu đã là cái khỏe mạnh nữ hài tử ngươi muốn là muốn ta tùy thời đều có thể cho ngươi tần lãng ở tại trơn bóng trên trán nhẹ nhàng địa gật gật ngươi a à, thật là lá gan càng lúc càng lớn liền xem như ta trong lòng nghĩ ghê gớm nhưng cũng không nhìn một chút đây là ở đâu bên trong. Mụ mụ ngươi vừa mới có thể đi vào đến, ngươi ba ba đợi chút nữa liền có thể lấy khác lấy cớ xông tới, ta cũng không muốn bị đóng lên khi dễ hắn bảo bối nữ nhi tội danh. Lâm Tịch Nhi nhanh chóng đứng dậy, đi đem cửa phòng khóa trái, lại lui trở về, ghé vào tầng lãng trên thân, nháy nháy mắt, liền phản phất chính mình vừa mới không có làm chuyện gì một dạng. Gặp tầng lãng không có phản ứng, Lâm Tịch Nhi trầm ngâm trong chốc lát, ngồi sổng ở mép giường bên cạnh. Yên lặng thao tác trong chốc lát, giống như là đánh điện tử đồng dạng, không ngừng mà tái diễn nhấn khóa. V.S.V.S. -S -S Hơn một giờ về sau, Lâm gia ba nhân khẩu, lại thêm một cái tầng lãng, ngồi ở chung quanh bàn, trung gian trưng bày nóng hôi hổi làm vơ vét sủi cảo. Tịch nhi, không phải mẹ nói ngươi. Triệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, đùa nghịch nói, tiểu tần thân thể này, cũng là vừa vặn tốt điểm, biết trong lòng ngươi hoan hỷ, nhưng cũng không thể người ta tiểu tần vừa đến, thì dỗi lấy người ta thân A. Nhìn một cái chính ngươi miệng này, đều thân đỏ lên. Mẹ, Lâm Tịch Nhi oán trách tại dưới mặt bàn thẳng dậm chân, che miệng, cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Triệu Minh Nguyệt lại là lật ra cái lường nguyết, nói ngươi hai câu, còn không vui. Nàng nhìn qua tần lãng, chê cười nói, tiểu tần A, không phải A Di nói chính mình nữ nhi tốt, tịch nhi đứa nhỏ này A, đánh nhỏ liền sợ sinh, duy chỉ có là đúng ngươi A, không có cái kia phần khúc mắt. Đứa nhỏ này A, tính tình còn thẳng, nhận định một người đâu. Ai nói cũng không tốt xứ, nàng là trong lòng thích ngươi A, A Di hy vọng ngươi không nên hiểu lầm tịch nhi là loại kia rất tùy tiện nữ sinh. Tần lãng gật đầu, A Di, tịch nhi là cái gì nữ hài, trong lòng ta rõ ràng sẽ không suy nghĩ lung tung ăn sủi cảo đây là thúc thúc của ngươi cố ý giúp ngươi lau kỹ da mặt bao sủi cảo triệu minh nguyệt một bên giúp tần lãng kẹp sủi cảo một bên cảm thán thì thào thúc thúc của ngươi người này tuy nhiên trên miệng không nói nhưng tâm lý vẫn luôn nhớ ngươi tốt trước kia a trong nhà tâm sự thời điểm hắn còn dữ dằn nói về sau ai dám đoạt hắn khuê nữ liền lấy dây lưng quốc chết tên kia hiện tại đến ngươi nơi này ngược lại tốt biết hai ngươi sự tình cái gì đều không nói thì cũng thôi đi còn ghét bỏ trên thị trường sủi cảo da không sạch sẽ muốn đích thân cho ngươi lau kỹ. Thì ngươi nói nhiều. Ăn sủi cảo đều không chận nổi miệng của ngươi. Lâm Thiên Lân dùng đũa cắm một cái sủi cảo, nhét vào Triệu Minh Nguyệt miệng bên trong, hung tợn khiển trách một câu, mười phần có nam tử hán khí khái. Nhưng tại nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt cái kia dâng lên lấy lửa giận ánh mắt lúc, lại quẻ quải xuống tới, cúi đầu, không dám nhìn tới Triệu Minh Nguyệt ánh mắt. Một bữa cơm ăn mười phần náo nhiệt. Triệu Minh Nguyệt cố ý tìm được đề tài, không quen ngôn ngữ biểu đạt Lâm Thiên Lân đến đằng sau, cũng bắt đầu chậm rãi theo gia nhập tiến đến. Cả một nhà, trò chuyện vui vẻ, nhất là tai ách sau đó, phần này gia đình ở giữa vui sướng, mới lộ ra khó như vậy có thể là quý. Một thẳng đến rất khuya, tần lãng mới rời khỏi lâm gia, cũng không có lấy bất kỳ cớ gì đem lâm tịch nhi cho mang đi ra ngoài dạo chơi. Có một số việc, đã là chú định. Đung sôi việc, còn có thể bay. Cũng không vội mà cái này một lát, tuyệt đối không phải tần lãng cái này hai ngày thời gian thiên mệnh phản phái giá trị một nghìn tần suất có chút cao. Tuyệt đối không phải. Chương 293, Lâm ấu sở cùng một ngữ yên chỗ. Trở lại biệt thự thời điểm, đã là hơn 10 giờ, bồi tiếp tô tiểu tiểu, bỏ ra gần 2 giờ, mới dỗ dành nàng thành công chìm vào giấc ngủ. Sau đó, tần lãng mới đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đã sớm yên tĩnh sớm xin đợi ở chỗ này quân tử, thản nhiên nói, nói một chút, gần nhất tình huống thế nào. Quân tử thấm giọng một cái, cố ý giảm thấp xuống một số thanh âm, thiếu gia, trước đó tiếp vào mệnh lệnh của ngươi về sau, ta lập tức liền để lão hoàng mang theo một đám huynh đệ đi quốc gia kia, đã ở bên kia đợi ba ngày, đều đã đặt xuống một mảnh nhỏ khu vực, hiện tại về lão hoàng bọn họ ở nơi đó định đoạt, Bất quá, dựa theo lão hoàng bọn họ gần nhất nghe được tin tức, bên kia tự hồ cũng không phải là theo như đồn đại như vậy hỗn loạn, cũng là có một ít trật tự, chỉ bất quá tuân thủ đều là người bình thường cùng một số yếu một điểm thế lực nhỏ. Một khi liên lụy đến những cái kia ở bên kia cắm rễ đại thế lực, chính là rõ như ban ngày bên đường đem người bắn giết cục diện, cũng không phải chưa từng xuất hiện, thậm chí còn rất nhiều lần. Cụ thể cái nào mấy cái cái thế lực? Tần Lãng Bình tỉnh truy vấn. Tại nguyên lấy bên trong, ẩn sát đại bản doanh vị trí, chỉ là thuận miệng đề một câu, việc không ai quản lý khu vực, chỉ biết là ẩn sát ở bên kia đặc biệt ngư bức thì xong việc, đến mức một số chuyện cụ thể thì tương đương với bối cảnh, không có làm sao kỹ càng giới thiệu. Tần Lãng muốn là tại cái kia một khu vực, phát triển ra tới một cái chỉ thuộc tại chính mình thế lực, tốt thuận tiện sau này bố cục. Nhất định phải chỉ có thể là đi nắm giữ càng nhiều một số tin tức. Quân tử lắc đầu, lão hoàng bọn họ chỉ là vừa đến bên kia, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, kỹ lưỡng hơn sự tình, vẫn còn đang đánh nghe bên trong có một việc thiếu gia nhất định phải biết một chút một tổng giám đốc cùng lâm gia vị tiểu thư kia tự hồ cũng tại cái kia việc không ai quản lý khu vực đây là lão hoàng cố ý nhấn mạnh cái gì tần lãng kinh nghi cho mày hai người bọn họ làm sao đã chạy tới nơi nào mụ nội nó một ngữ yên cùng lâm ấu sở làm sao lại cùng cái kia việc không ai quản lý khu vực tiểu quốc dắt dính líu quan hệ cái này đã nghiêm trọng vi phạm với dịp phong cái kia phim vốn hẳn nên phát sinh nội dung cốt truyện chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình cải biến diệt phong kết cục dẫn đến một số đến tiếp sau tình thế phát triển xuất hiện biến hóa đặt trước vé máy bay ngày mai liền đi tần lãng lười nhắc hỏi nhiều nữa cái gì cụ thể chờ mình tới rồi nói sau cái kia tiểu quốc vốn là ở vào một cái vài quốc gia giao giới tự thân vũ trang lực lượng mặc dù là có nhưng cơ hồ không có cái gì sự tín nhiệm cũng không được thừa nhận nội bộ hỗn loạn muốn chết để một ngữ yên cùng lâm ấu sở như vậy hai cái tịnh lệ long quốc tuyệt sắc đi tại trên đường cái không bị người nhớ thương đều là không thể nào đợi không được. Hôm sau, Kha Lam Quốc. Ánh nắng sáng sớm, thông qua quán trọ cửa sổ, rơi tại sốt trên đệm chăn. Lâm Ấu sở mí mắt run rẩy, phút phút nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái, trở mình con, đem trắng nõn cánh tay khoác lên một ngữ yên trên bờ vai, ngữ yên, ta muốn uống sữa đậu nành, ngươi xuống lầu cho ta đi mua thôi. Một ngữ yên ghét bỏ đem dựng trên người mình cánh tay cho sốt lên, tức giận mắng, uống gì sữa đậu nành. Nơi này cũng không phải Long Quốc, là Kha Lam. Nơi này nào có bán sữa đậu nành? Đúng nha, lâm ấu sở mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ từng sàn cùng loại với nhà ngang đồng dạng kiến trúc khóe miệng giật một cái rất khó chịu phàn nàn lên tại một ngữ yên bên hông hung hăng bấm một cái ngươi thật là đem ta cho hại khổ thật tốt long quốc không đợi chạy đến cái này địa phương cướp chim cũng không có tới chơi đâu ngươi đã nói xong cái kia sinh ý đâu tới đều hai ngày liền bóng dáng đều không có nhìn thấy một mặt may mắn lão nương cơ trí mang theo một nhóm lớn bảo tiêu đi theo bằng không thì chỗ này bảo an sợ là hai ta tại trên đường cái bị những tên bại hoại kia cho ăn xong lau sạch cũng không tìm tới địa phương đi nói rõ lý lẽ đi liên quan tới nhà xưởng phương diện ta bằng hữu đã đang cùng địa phương cao tầng liên hệ nơi này tuy nói phát triển kinh tế không tốt nhưng cùng lúc tiền lương cũng thấp thổ địa càng là tiện nghi cùng long quốc quả thực không có cách nào so sánh nếu như nói tốt nói không chừng có thế ở chỗ này thành lập một cái siêu đại hình công xưởng thì thuê mướn địa phương dân chúng làm việc tại một số lao động thành bản phía trên hàng năm đều có thể tiết kiệm một nhóm lớn tiền tài một ngữ yên chăm chú giải thích lên huống chi chúng ta cái kia mỹ nhan hoàng dược phương vốn chính là tuyệt mật ở chỗ này sinh sản một phần trong đó đến lúc đó trở về trong nước làm tiếp tiến một bước gia công hai tầng giữ bí mật biện pháp lại thêm một số nghiêm khắc đem khống mới có thể làm đến không có sơ hở nào mà lâm ấu sợ nhất miệng ta tin ngươi cái quỷ thật nếu là như vậy làm gì không thể tại cái khác tiểu quốc chỗ đó chí ít an toàn a à, không hướng bên này nghe nói liền cái chính quy vũ trang lực lượng đều không có có thể hay không chớ cùng ta che che lấp lấp đúng không hai ta ai cùng ai a à? Đây chính là đánh nhỏ liền mặt một sợi tơ vớ bạn thân. Hiện tại càng là sau khi còn bé đều muốn thân mật, đều đã bắt đầu hầu hạ cùng một người nam nhân, cái này về sau a, dùng chung đồ vật, biển đi. Ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi cái miệng kia? Không đề cập tới chuyện này, có phải hay không cảm thấy mình toàn thân khó chịu? Một ngữ yên liếc mắt, rất là không thoải mái, ngươi nếu là không vui lòng chờ đợi ở đây, đại khái có thể rời đi. Ta cũng không có nói qua muốn để ngươi bồi tiếp tới a. Là chính ngươi vô lại chết vô lại sống, tại công ty của ta bên trong nằm vùng không phải muốn đi theo ta bay tới a à. ngữ yên hai ta quan hệ này có thế không thể nói hiểu rõ một chút đây có phải hay không cùng tần lãng lại có quan hệ hệ a à? lâm ấu sợ nháy nháy mắt một ngữ yên đắng chắc thở dài một hơi thật không biết ngươi cái này cái mũi là cái gì làm từ nơi nào ngửi tới là ta thừa nhận còn không được sao lần trước không cẩn thận nghe được tần lãng trò chuyện nội dung nghe nói là muốn tới bên này phát triển một số thuộc tại chính mình thế lực về sau đem bên này làm thành chính mình tiếp xúc thế lực đại bản danh thật đó a à. Lâm ấu sở vui mừng nhướng mày, đây chẳng phải là nói, không cần một đoạn thời gian tần lãng thì lại muốn tới nơi này. Mà lại, sẽ còn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Một ngữ yên ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Lâm ấu sở tắt lưỡi, nắm bắt chiếc cầm thon, hiếp đẹp mắt đôi mắt, vậy dạng này đi, chờ tần lãng tới, số chẳng về ngươi, số lẻ quy ta, 246 là ngươi, 1357 là ta. Kiểu gì? Chương 294, gặp nạn, khí vận chi nữ phải tao ương. Một ngữ yên thần sắc, biến đến nghiêm túc giống như là xem kỹ đồng dạng đánh giá lâm ấu sở trong mắt chỗ sâu mang theo một vệt không thêm vào che giấu chán ghét thật loại này chán ghét biểu lộ lâm ấu sở không biết bao nhiêu lần tại chính mình cái này xuyên một sợi tơ vớ lớn lên bạn thân trên mặt nhìn thấy nhưng dù vậy vẫn không khỏi tâm lý có chút bỡ ngỡ nói như thế nào đây ở cái này bạn thân trước mặt nàng tuy nhiên tháng lớn hơn một chút nhưng thân phận địa vị luôn luôn là bị áp chế gắt gao tính đến cho đến trước mắt cũng không có đạt được bất kỳ thay đổi nào nói thầm trong lòng một trận vừa mở miệng chuẩn bị giải thích có thể lời này đến bên miệng còn không có nói ra đâu liền bị một ngữ yên cho vượt lên trước một bước ngươi ngược lại là tốt ý tứ làm sao chủ nhật một ngày này thì trắng trắng cho ngươi chiếm tiện nghi đúng không tại sao không nói số lẻ quy ta số chẳng về ngươi thì sao ách lâm ấu sở đẹp mắt khóe miệng rung lên một cái mi đầu nhào lên tâm lý điên cuồng đậu đen rau muốn nàng còn tưởng rằng một ngữ yên là tại sinh nàng đùa dẫn khí kết quả thì cái này thì cái này không thể nào không thể nào ta đặc biệt đều muốn giao đại chiêu kết quả ngươi nói cho ta biết vừa mới lớn như vậy khí thế áp chế liền vì một cái bình a nhìn ngươi cái này ngạc nhiên dáng vẻ không phải liền là một ngày hai ngày sao ngươi nếu là không vui lòng lâm ấu sở đem chân mình khẽ quấn mộng cái đầu vậy ta cũng không có cách nào đều bằng bản sự thì xong việc nhi nàng lâm ấu sở tại học thức tại buôn bán thiên phú kinh nghiệm phía trên đều không có cùng một ngữ yên so sánh tư cách nhưng bàn về mã tảo mười cái một ngữ yên đều không phải là nàng một cái lâm ấu sở đối thủ hoàn toàn không có ở ba tốt a còn ngủ, đi lên, nắng đã chiếu đến đích. Một ngữ yên thúc giục một tiếng, tức giận đem chăn cho sốc lên. Tới gần giữa trưa, ngay tại chỗ vũ trang văn phòng chờ đợi rất lâu, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào về sau, một ngữ yên cùng lâm ấu sở lần nữa tốn công vô ích trở về. Ngồi tại SUV hàng sau, lâm ấu sở nắm kéo cổ áo, không ngừng mà dùng bàn tay đi đến đầu quạt gió, phàn nàn lên, cái này kha lam quốc cái quỷ gì khí trời a? Đến thời điểm, Long Quốc đều nhanh muốn lập đông, kết quả đến nơi này còn có thể nóng người chết. Thật quá phiền, chảy tốt nhiều mồ hôi một ngữ yên liếc liếc một chút lạnh hừ một tiếng ai để ngươi thịt thừa nhiều như vậy phụ trọng lớn như vậy chính mình nguyên nhân trách được ai a ninh ngươi nói có phải hay không chỉ phải gìn giữ vận động liền có thể để dáng người gầy xuống tới a ta cảm giác gần đây tựa như lại lên cân có thể là thời điểm cần giảm cân dù là không cần đến cùng a ninh ngươi một dạng mảnh mai một chút giảm một chút cũng là tốt a dê là được rồi muốn là tiếp tục như vậy nữa sợ là muốn biến thành e lâm ấu sở hướng về phía đảm nhiệm SUV tài xế a ninh hỏi thăm một tiếng đang lái xe a à ninh tay run một cái không biết chuyện gì xảy ra bộ mặt biểu lộ có chút bắt đầu không kiểm soát cảm giác a à ninh ngươi không cần đến quản gia hỏa này nói vớ nói vẫn an tâm lái xe của ngươi sân bay thì sân bay không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi có người chết bãi đậu máy bay đâu một ngữ yên thân mật tan ủi một lần nữa cho a à ninh tới cái gia cường phiên bản bạo kích a à ninh tâm lý khổ nhưng nàng không có cách nào nói ai bảo nàng cho lâm nguyễn thanh thông phong báo tin sự tình để tiểu thư biết đây chỉ có thể đem đắng chát yên lặng nén ở trong lòng ngay lúc này, một tiếng cọt kẹt, phía trước chạy một chiếc SUV gấp ngừng lại. Mấy người mặc địa phương vũ trang phục trang nhân viên, lôi kéo một cái lâm thời cửa khẩu, phải đi đường cho chặn lại. Tiểu thư, coi chừng, những người này sợ là hướng về phía chúng ta tới. A ninh thần sắc biến đổi, không lại suy nghĩ còn lại, biến đến nghiêm túc, một cái tay viện tay lái, một cái tay khác sờ về phía bên hông cài lấy Browning, đồng thời chân phải khoát lên chân ga phía trên, hơi nhỏ có chút không đúng, lập tức liền muốn xông quan. Tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, không quản được nhiều như vậy, tiểu thư an nguy trọng yếu nhất. Tùng tùng. Tùng tùng. Hơi hơi hơi, hơi hơi hơi. Hai cái cầm trong tay vũ khí hợp lý địa vũ trang, dùng đến bán súng đụng chạm lấy SUV trên cửa xe, trong miệng la hét nghe không hiểu tiếng chim, bô bô, viên thuyên. Một tên hai tay ôm đầu, bị áp giải bảo tiêu đi tới, ở ngoài cửa đối với SUV chỗ ngồi phía sau một ngữ yên mở miệng cất cao giọng nói, tiểu thư, đám người này nói hoài nghi chúng ta trên xe có khả nghi nhân viên, muốn xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra cái rắm nơi này sớm tới tìm thời điểm căn bản cũng không có cửa khẩu rõ ràng cũng là những người này cố ý gây chuyện các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra xứng cho thương của các ngươi đều là làm kỹ năng hay sao an ninh hướng về phía xe ngoài cửa nam bảo tiêu chửi ầm lên một đám rác rưởi hiện tại đi xuống tất cả mọi người là thịt cá bọn họ là giao thất ai biết đám người này sẽ đối với tiểu thư tiến hành bộ dáng gì kiểm tra người phía sau chuẩn bị cho ta hiếu chiến đấu chuẩn bị xông quan nàng lớn tiếng ồn ào những thứ này suv đều là theo địa phương mua sắm tuy nhiên không quý nhưng ở chất lượng phía trên cũng không hề tốt đẹp gì, cách âm hiệu quả cực kém. Một chiếc xe phía trước bảo tiêu bị áp giải, đằng sau còn có người đâu. Loại tình huống này, chỉ có thể xông quan thẻ, kết quả không có khả năng tiếp nhận cái gọi là kiểm tra. Người sáng suốt đều nhìn ra, cái này mẹ hắn rõ ràng thì là cố ý gây chuyện. Đột đột đột. Đột đột đột. Có thể A Ninh vừa mới dứt lời, SUV sau mấy chiếc bảo tiêu ngồi xe, còn chưa kịp móc súng đi ra, tỉ nên đón một con thoi viên đạn, trước xe nắp động cơ bị đánh cảnh hoàn toàn khắp nơi, còn có hàng trước hai vị bảo tiêu, đều bị viên đạn cho xuyên qua thương tổn. Xuống xe đi, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới hiểu Long Quốc lời nói, chúng ta cao tầng muốn mời một ngữ yên tiểu thư ăn một bữa cơm, cho chút thể diện, không nên nháo đến sau cùng, tất cả mọi người rất khó coi. Một tên hiển nhiên là phiên dịch đồng dạng hợp lý địa vũ giả người viên, đối với an ninh lạnh như băng cảnh cáo lên. Thảo! An ninh cắn răng, hung hăng vỗ một cái tay lái. Tức giận cực kỳ. Hiện tại trước xe đầu cũng là địa phương vũ trang họng súng, líp nha lít nhíp đối với đầu của nàng. Vượt quan đã không thể nào, quả thực không nghĩ tới, đám này đất lão sau bên trong, lại còn có hiểu Long Quốc lời nói người. Kế hoạch đều bị nghe hiểu. Ngữ yên, xong đời, nhất định là chúng ta gần nhất mỗi ngày ngay tại chỗ vũ trang trong đại lâu đi lang thang, bị bọn họ tiểu đầu lĩnh cho coi trọng. Lâm ấu sở lo lắng đập thẳng một ngữ yên bắp đùi. Một ngữ yên thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn chầm chầm lâm ấu sở, từ giờ trở đi, ngươi thì kêu một ngữ yên. a à, cái này. Lâm ấu sở mí mắt cùng lật, muốn là đổi lại là tần lãng mời ăn cơm, ta có thể chống đi tới, cái này hiện tại là Kha Lam quốc người, tuy nhiên hẳn không có tầng lãng lợi hại, nhưng ta vẫn là chịu không được a. À. Không có chuyện gì, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta là Long quốc người, tại sinh mệnh phương diện an toàn, vẫn là có bảo hộ, ngươi coi như là đi ăn một bữa cơm, hoặc là tùy tiện cùng võng thượng những cái kia ngôi sao một dạng, nói là trong phòng thảo luận hợp tác công việc, cùng nói kịch bản nguyên lý là một dạng một dạng. Chương 295, tầng lãng nổi giận, thiết huyết sát phạt. Ngươi không nói ta không nói, tầng lãng hắn cũng sẽ không biết đúng hay không. Lâm ấu sợ nháy nháy mắt. Không phải liền là lẫn nhau thương tổn sao? Thương tổn chính là. Ai sợ ai a. À? Lâm ấu sợ nhìn lấy líp nha líp nhíp họng súng, trong lòng mặc dù chột dạ, nhưng tuyệt đối sẽ không thua chiến trận. Một ngữ yên lười nhát nói thêm gì nữa? Hướng về phía an ninh nháy mắt ra dấu, phá lệ kiên định. Bồi kha lam cao tầng ăn cơm. Ăn cái rắm. Liền là chết, nàng cũng không lại ở chỗ này bị bất luận kẻ nào chiếm tiện nghi nàng yên lặng theo trước xe hàng dựa vào ghế dựa đằng sau xuất ra một cái tinh xảo súng lục nắm ở trong tay ánh mắt càng kiên nghị lâm ấu sở cũng theo khẩn trương lên ngươi sẽ bắn súng ngắn đánh cho chuẩn không ta nhìn an ninh bắn súng ngắn vừa nhanh vừa chuẩn ngươi cùng với nàng học một ngữ yên đem họng súng nhắm ngay đầu của mình đánh người khác có đúng hay không không biết nhưng là muốn đánh nổ đầu của mình nhất định không khó em em mờ ngươi trước đừng đối với mình nổ súng ta cảm thấy chúng ta khả năng không chết được lâm ấu sở nhỏ giọng nói thầm lên kỳ thật cái kia ta tại Kha Lam có nhìn thấy qua Long Quốc người quen, mà lại tự hồ là Tần Lãng bên kia thủ hạ, Tần Lãng nói muốn ở chỗ này thành lập đại bản doanh, phát triển thuộc tại chính mình thế lực, vô cùng có khả năng đã bắt đầu. Có lẽ, chỉ cần chúng ta một chút trì hoãn một chút thời gian, liền có thể chờ đến giúp binh. Khác khó mà nói, nhưng ở nhãn lực độc đáo phương diện này, Lâm Ấu Sở tuyệt đối là có. Nàng nhìn người tạch chuẩn. Từ nhỏ đến lớn, cũng là dựa vào cái này một thân nhìn người bản sự, đồ nghịch nhiều người như vậy đều không có đạt được nên có được trả đũa. Điểm này, liền đạt được hữu hiệu nghiệm chứng. Long Quốc người xuất hiện tại Kha Lam tỷ lệ vốn là thấp, mà lại gương mặt lại từng tại tầng lãng xuất hiện phụ cận nhìn thấy, tuyệt đối là tên kia phái tới tốt lắm a. À? Đã sớm để mắt tới các nàng. Ngươi làm sao không nói sớm? Một ngữ yên lấy ra điện thoại di động, liền muốn cho tầng lãng gọi điện thoại, đều gặp được bực này phiền phức, còn có cái gì tốt chần chờ. Tìm chính mình nam nhân chính là. Đến mức trước lấy phiền phức, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, tầng lãng liền xem như sinh khí, cũng là nên, cùng lắm thì đến lúc đó chờ hắn tới, hắn muốn làm sao trừng phạt, thì mặc cho hắn trừng phạt chính là tiểu thư, có lẽ không cần muốn gọi điện thoại, tầng ít cũng đã đến rồi. A Ninh đang điều khiển vị nhìn lấy kính bên, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Ngay sau đó, đột đột đột, đột đột đột. Một chuỗi dày đặt tiếng súng, tại SUV phía sau vang lên, mười mấy chiếc mở ra bắn bắn, trong tay bưng súng nhỏ, hướng về phía bầu trời màu xanh khai hỏa long quốc người, tùy ý phách lối hướng lấy phương diện này lao đến. Nhìn đến dẫn đầu cái kia cái trung niên nam tử, chính là đi theo tầng lãng bên người ra mặt khá nhiều lão hoàng lúc, một ngữ yên cầm súng lục tay cầm, rốt cục bình ổn lại, không lại run rẩy không có người nào là không sợ hãi cái chết chỉ là có chút sự tình so với tử vong muốn càng thêm khủng bố hiện tại tầng lãng bảo tiêu tới rốt cục có thể hết thảy đều kết thúc mười mấy chiếc bắn bắn xe kéo lên một chỗ trao bụi đem hai mươi số hợp lý địa vũ giả người viên cho bao bọc vây quanh lão hoàng hướng về phía bên người một người thông dịch hướng về kha lam người phương hướng liếc đầu đồng thời giật giật khóe miệng ừng khụ cụ để xuống trong tay các ngươi súng ống đám người này chúng ta muốn lão hoàng phiên dịch lớn tiếng cảnh cáo lên đánh rắm nơi này là kha lam không phải là của các ngươi quốc gia có bản lĩnh các ngươi thử một chút địa phương vũ trang lực lượng nhân viên bưng lên súng ống nhắm ngay lão hoàng bọn người phanh 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 từng chuỗi dày đặc viên đạn tại kha lam chân người trước không đủ nửa mét phương hướng bắn phá lưu lại từng dãy vết đạn tuyệt đối không nên quên đám người này tại trở thành tầng lãng bảo tiêu trước đó là làm cái gì nghịch súng bọn họ mới là chuyên nghiệp những thứ này địa phương vũ trang kha lam người chẳng qua là nhóm đám dân quê chân chính tinh anh ít càng thêm ít lại làm sao có thể cùng lão hoàng bọn này chuyên nghiệp so bát giác lão hoàng nổi giận gầm lên một tiếng đối diện một đám kha lam người dọa đến bắp chân khẽ run rẩy bát giác lão hoàng lại một lần nữa nổ hống súng tiểu liên đã nhắm ngay dẫn đầu cái kia tiểu cán bộ tráng ở chỗ này mạnh được yếu thua nắm tay người nào lớn người nào giữ lời nói trên khí thế mặt không có chút nào có thế thua đến mức danh dự đều ném cho bát giác hắn lại không nói hoa cô nương dọc xinh đẹp dọc lưu lại làm việc ai biết hắn là người nước nào Ta làm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực tại đám người phương diện không chiếm ưu thế, rất dễ dàng bị toàn diệt, chớ đừng nói chi là, tại trong xe Việt giả, còn có không ít một ngữ yên bảo tiêu, trong tay bọn họ cũng là có thương. Loạn trong giặc ngoài, không thể địch lại. Bên trong một cái tiểu cán bộ hướng lấy thủ hạ nháy mắt ra dấu, một đám người tại lưu lại một chồng chất thu tục về sau, tức giận rời đi. Một mực chờ bóng lưng của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa về sau, lão hoàng mang tới ba mười mấy người, y nguyên dùng súng tiểu liên đối cho phép bọn họ rời đi phương hướng, không có một tia buông lỏng cảnh giác một tiểu thư, các ngươi đã bị Kha Lam người theo dõi, ở khách sạn đã không an toàn, đi địa bàn của chúng ta đi, chỗ đó tương đối an toàn, mà lại thiếu gia hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Lão Hoàng đi đến SUV bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng mời nói. Cảm ơn Hoàng đại ca, lần này nếu không phải là các ngươi chạy tới kịp thời, sợ là chúng ta liền phải tao ương. Một ngữ yên lòng còn sợ hãi, từ đáy lòng nói cảm tạ. Vừa mới ngươi là đang mạo danh anh hoa quốc người. Lâm ấu sợ có chút hăng hái nhìn chầm chầm lão hoàng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là ta nam nhân bảo tiêu, đầu này cũng là đủ, hù dọa Kha Lam người không nói, còn buồn nôn một thanh anh hoa quốc người. Đáng tiếc, nơi này là Kha Lam, đối diện thế lớn, bằng không vừa mới phải đem đám kia dụng tâm làm loạn gia hỏa cho toàn bộ xử lý. Lâm ấu sở quơ quơ quả đấm, hung tận lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng không phải cái gì người hiền lành, ai khi dễ nàng, nàng tuyệt đối sẽ ghi hận ở trong lòng cả một đời. Sớm muộn đến tìm cơ hội sẽ lấy lại danh dự. Đều là một số chuyện nhỏ thôi, nơi đây không nên ở lâu, đối diện khả năng đi viện binh lão hoàng căn dặn một tiếng liền trở về lấy lên bắn bắn mười mấy chiếc bắn bắn vây quanh bốn chiếc năm chiếc suv trùng trùng điệp điệp hướng lấy lão hoàng bọn người đánh xuống đại bản danh tiến đến tại xế chiều hôm đó ba điểm tần lãng liền ngồi một chiếc chống đạn suv theo biên cảnh chạy đến đi theo chỉ có không đến hai mươi người những này là hắn tại thiên hải thành phố lưu lại toàn bộ vốn liếng đều mang tới còn có tân tiến nhất một số cầm binh tác chiến vũ khí đều tùy thân mang theo thiếu gia nơi này là lôi khu là lão hoàng bọn họ lưu lại tiêu chí chỉ có chúng ta mới có thể nhìn hiểu bình thường người tiến vào nơi này, thập tử vô sinh. Quân tử ngồi tại SUV hàng sau, chỉ một mảnh nhà ngang phụ cận đất trống, chỉ một cái đặc thù cùng loại với người rơm tiêu trí, đối với tần lãng giải thích lên. Phòng ngự có thừa, tiến công không đủ, nếu như là ngươi gặp sự tình hôm nay, phải làm gì? Tần lãng ôm lấy cánh tay, dựa vào trên ghế ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu, cũng không có đi nhìn lão hoàng cố ý tu kiến lôi khu. Quân tử nhíu mày, xử lý đám kia mưu toan khi nhục một tiểu thư kha lam người. Tần lãng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng kha lam biến thiên theo thiết huyết sát phạt bắt đầu chương 296, trăm kinh người quá đáng tần lãng tuyển thủ nhà nghề sinh xuất chiến suv vòng qua lôi khu thẳng mở hướng một gian thưa thất bình thường nhà ngang tần lãng cái này còn không có xuống xe lâm ấu sở thì từ giữa đầu chạy ra một mạch vọt tới trong ngực của hắn ôm lấy cổ của hắn cả người giống như là gấu túi một dạng treo ở trên người hắn bởi vì dẫn bóng đụng người nguyên nhân dẫn đến thân thể của nàng không quá an ổn còn có lặp đi lặp lại dập dần cần giảm sóc Tần Lãng, ngươi xem như tới, ngay tại mấy giờ trước, nữ nhân của ngươi kém chút liền bị đám kia chó chết Kha Lam người khi dễ. Ngươi có thể phải giúp ta báo thù, làm sao cũng phải đem đám người kia cho giáo huấn một lần, quá cuồng vọng, thế mà ngay cả chúng ta Long Quốc người đều dám khi dễ, muốn không phải lão hoàng bọn họ tới kịp thời, bây giờ nói không cho phép ngươi đều không gặp được ta. Lâm Ấu sợ đỏ mắt, nước mắt như mưa, liều mạng lau nước mắt, ta là tính cách gì ngươi cũng biết, Trinh Liệt ghê gớm, đặt ở cổ đại, đó là muốn lập xuống Trinh Tiết bài phường, đám kia Kha Lam người muốn khi dễ ta. Không có khả năng cho dù là thương bên trong chỉ thừa phía dưới viên đạn cuối cùng, ta cũng sẽ lưu cho mình, cho dù là đánh nổ đầu của mình, cũng sẽ không để đám người kia được như ý. Ta. À, một ngữ yên nhìn trước mắt tiên phát chế nhân lâm ấu sở, khóe miệng điên cuồng kéo ra. Những thứ này toàn bộ đều là nàng tao ngộ a. À. Cầm súng bể đầu cũng là ý nghĩ của nàng. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ đều bị lâm ấu sở đoạt đi, đây là cái gì bạn thân? Rõ ràng cũng là đời trước dọc tổ ông vò vẻ oan gia a. À. Tần lãng bình tĩnh nhìn chầm chầm lâm ấu sở, thản nhiên nói, thế nhưng là ta nghe nói, đám kia Kha Lam người là hướng về phía ngữ yên đi. Lâm ấu sở trong mắt quay mồng mồng tam chuyển, theo nhẹ gật đầu, đúng vậy a, à, bọn họ muốn đi tìm ngữ yên, thế nhưng là nhìn thấy ta tại bên cạnh, có thế không nổi ý đồ xấu. Cái kia làm sao có thể? Ta đối mị lực của mình vẫn là có tự tin, mặc dù nói vừa mới những lời kia đều là theo ngữ yên cái kia học được, nhưng thật muốn tới một bước kia, ta cũng sẽ không hàm hồ. Trên chiến trường, liều lĩnh công lao, đây chính là đến xử bắn, chỉ này một lần, lần sau không cho phép tại như vậy nói vớ nói vẫn, tần lãng ở tại trên mông vỗ một cái thúc giục nàng xuống tới nhiều người nhìn như vậy đâu hắn không quen dưới tay trước mặt cùng nữ nhân của mình đùa lửa nữ nhân của mình hai người thời điểm làm gì đều thành nhưng có người ngoài tại cái kia nhất định phải thu liễm một chút a à. lâm ấu sở miết miệng lầu bầu một tiếng gặp tần lãng không cao hứng đại khái phía trên cũng suy đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa lên không có sao chứ tần lãng thẳng đi đến một ngữ yên trước mặt lôi kéo bàn tay của nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một phen không có hoàng đại ca bọn họ tới kịp thời chúng ta không có có bị thương tổn chỉ có mấy cái bảo tiêu bị thương tổn tới một ngữ yên tâm lý ấm áp nhanh chóng lắc đầu bị kha lam người chặn đường thời điểm trong nội tâm nàng là vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi cho dù là trước một giây nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi nhưng lúc này bị tần lãng dắt bàn tay nói ân cần lời nói đã cảm thấy những thứ này đều không phải là đại sự gì chỉ cần có tần lãng tại cái gì đều không đáng sợ ngươi không có việc gì nhưng ta có việc không nói một lời liền chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy đến, muốn không phải lão hoàng bọn họ phát hiện kịp lúc, ngươi biết sẽ là dạng gì hậu quả sao? Hiện tại không rảnh theo ngươi tính toán, chờ có rảnh rỗi lại tìm ngươi tính sổ sách. Tần lãng lạnh hừ một tiếng, quát lớn một câu, liền không lại phản ứng một ngữ yên, mà chính là nhìn về phía lão hoàng, lạnh mặt nói, đem chuyện đã xảy ra cho ta kỹ càng tự thuật một lần, còn có cái kia phái người chặn đường nhỏ cao tầng là ai, thăm dò được tin tức không có. Lão hoàng nuốt nước miếng một cái, không biết chuyện gì xảy ra, tại thiếu gia uy áp dưới, hắn lại có một cổ thở mạnh cũng không dám ngạt thở cảm giác cái này so với lúc trước vẫn là tân binh đảng tử thời điểm đối mặt tàn khốc huấn luyện viên áp chế còn muốn đại hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại kha lam bên này cũng chỉ có một cổ vũ trang lực lượng mấy cái cái đầu mục dưới tay thành viên đều là cố định hôm nay tới cái kia một đám kha lam người đều là cùng một cái đầu mục thủ hạ hẳn là hắn muốn đối một ngữ yên tiểu thư hạ thủ lão hoàng ở trong điện thoại liền biết thiếu gia đối với hắn lần này hành động rất không hài lòng đã sớm sớm nghe ngóng liên quan tới kha lam địa phương vũ trang một số tin tức cũng đã nhận được tương ứng phản hồi lúc này không rõ chi tiết, từng cái tự thuật. Tần lãng ngồi tại trên một cái ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập chiếc ghế tay viện, có chút không quá thông thuận, cúi đầu liếc qua, lại là trên ghế thiếu mấy góc, cái kia rõ ràng vỡ vụn chỗ, liếc một chút liền nhìn ra là bị viên đạn cho sát bên mà qua lúc cho đánh vỡ. Nơi này vốn là hỗn loạn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy thời phát sinh sống mái với nhau. Cho dù là lão hoàng bọn người chiếm cứ nơi này thời điểm, đều có thể bạo phát chiến đấu. Đối với cái này, tần lãng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại còn càng tới hào hứng. Không có bất kỳ cái gì quản thúc, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đây cái kia không chính hợp tâm ý của hắn sao không phải liền là chơi sao ai sẽ không a à? người biết địa phương vũ trang lực lượng đại đầu mục tần lãng quay đầu nhìn về phía tại bên cạnh mình đứng đấy một ngữ yên a à. nắm bắt góc áo một ngữ yên bị một câu bừng tỉnh nàng vừa mới có hơi ngây người còn đang chờ mong a à không phi 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 không đúng là suy nghĩ đối phó thế nào tần lãng nói tính sổ sách bị đã hỏi tới liền theo bản năng gật đầu ta biết hắn ở đâu cái văn phòng bất quá cái này mấy ngày kế tiếp ta đều không có nhìn thấy người khác không biết chuyện gì xảy ra tự hồ là tận lực tránh né ta đồng dạng ta tương đối hiếu kỳ là hạng người gì có thể tại dạng này hỗn loạn kha lam còn tổ kiến ra một cái thuộc về mình địa phương vũ trang mang ta tới đi một chuyến tần lãng đứng dậy chuẩn bị tự mình xuất phát quân tử lập tức liền gấp thiếu gia cái này sợ là không thể được a à. kha lam bên này vốn là hỗn loạn nói câu không dễ nghe đó là cái gì cậu thí địa phương vũ trang căn bản chính là du binh tán tướng không có bị trên quốc tế thừa nhận tự nhiên cũng không có sự tín nhiệm đám gia hỏa này sự tình gì đều làm được quá nguy hiểm muốn không ta đi một chuyến đi lão hoàng gật đầu quân tử nói đúng thiếu gia chuyện này vốn chính là ta không có xử lý tốt ta nguyện ý tự mình đi qua đòi hỏi một cái thuyết pháp thuyết pháp tần lãng lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm lão hoàng cái gì thuyết pháp đem đám kia tùy ý thiết trí cửa khẩu kha lam người làm thịt rồi vẫn là muốn đem cái kia tiểu đầu mục dẫn ra ngoài xử lý dựa vào thân thủ của các ngươi lén lúc đi làm chuyện loại này chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy mất mặt sao? Đều khi dễ đến chúng ta long quốc đầu người đi lên, đây là chết một hai người thì có thể giải quyết sự tình sao? Cái kia làm gì làm gì, để các ngươi làm cái gì chiếu vào cứ duy trì như vậy là được. Ta tần lãng tại long quốc liền không có bị người khi dễ qua, đến Kha Lam, như cũ chỉ có ta khi dễ đạo lý của người khác. Chương 297, uy Hiếp cùng Phản uy Hiếp. Quân tử theo ta đi, lão hoàng lưu lại thủ gia. Tần lãng lạnh lùng nói một tiếng, liền đi ra nhà ngang. Quân tử muốn khuyên can, lại nguy hiểm lại hung tàn sự tình, để bọn hắn những người này đi tiên phong chính là. Hậu trường thiếu gia tự thân xuất mã, đây là lần đầu gặp được. Thật là thanh long yển nguyệt đao kéo cái mông, mở lớn mắt. Bất quá, cùng tại dạng này dũng mãnh thiếu gia sau lưng, quân tử cái kia cổ mãn phu nhiệt huyết, lại một lần nữa bị kích phát ra. Sợ cái gì? Dù sao có hậu trường. Làm thì xong việc. SUV lôi kéo tầng lãng cùng hàng sau một ngữ yên cùng lâm ấu sở, hướng về Kha Lam địa phương vũ trang cao ốc văn phòng gào thét mà đi. Trên đường mấy đạo cửa khẩu, đều tại một ngữ yên ra mặt dưới lấy đàm luận thương vụ làm lý do được cho qua dù sao đây cũng không phải là một ngữ yên lần thứ nhất tiến về địa phương vũ trang cao ốc văn phòng một số cố định trạm gác đều đã quen thuộc nàng tấm kia gương mặt tinh xảo đi vào địa phương vũ trang lực lượng cao ốc văn phòng lúc một ngữ yên bên này vừa đi vào đến chưa được vài phút thì lập tức có một cái tiểu đầu mục tới đón gặp một tiểu thư đúng không ta gọi nít người thương lượng xây dựng sự tình có thể cùng ta thương thảo cùng ta cùng nhau tới đây đi đây là một cái kha lam dân bản xứ da thịt lại đen hệ, lại cũng không phải trứng mặn loại kia tối đen, hiện ra một chút xíu ánh sáng màu vàng. Nít văn phòng tại lầu 2, có một cái to lớn cửa sổ chạm sàn, không so được Long Quốc cái chủng loại kia cao cấp màn tường, chỉ là đơn thuần có một cái cỡ lớn pha lê cho cản lên. Ngươi sẽ nói Long Quốc lời nói. Tần lãng bọn người theo sau lưng, ngồi trong phòng làm việc dựa vào trên ghế, nhìn lướt qua, đạm mạc hỏi một tiếng. Nít cười khẽ nói, trước kia tại Long Quốc du học qua. Vậy thì dễ làm rồi. Tần lãng nhẹ gật đầu, một tay lấy một ngữ yên cho ôm vào trong ngực, nhìn qua nít thanh âm lạnh xuống, nàng là nữ nhân của ta, buổi trưa hôm nay tại Kha Lam phát sinh sự tình, đều đã phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đừng nói cho ta, ngươi cái gì cũng không biết. Nghe nói, ta đây không phải một biết tình huống, thì lập tức tới gặp một tiểu thư sao. Nít cũng không so với cái kia Kha Lam sinh trưởng ở địa phương này thổ dân, nói trắng ra là, nguyên một đám trong đầu, liền coi chính mình nắm giữ cái kia mấy cái thương là vương đạo, không biết trời cao đất rộng, liền long quốc đại công ty tổng giám đốc cũng dám trêu chọc. Hắn tự mình đến tiếp kiến một ngữ yên, vì chính là muốn dùng càng thêm ưu đãi xây dựng phúc lợi đến tiêu trừ ảnh hưởng đối với tầng lãng biểu hiện hắn không có quá mức chấn kinh theo gia hỏa này trên thân hắn cũng cảm giác được một cổ thượng vị giả khí thế so với hắn cái này tại kha lam địa phương vũ trang đảm nhiệm số ba đầu mục khí thế còn muốn đủ vì tiêu trừ ảnh hưởng hắn không thể không chủ động mở miệng nói một tiểu thư ngươi đến chúng ta kha lam tâm tư ta cũng đại khái hiểu được xây dựng địa chỉ tại kha lam cảnh nội có thể đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn tầm thường công ty tại chúng ta kha lam phát triển chúng ta cung cấp diện tích lớn thái tại 300 mẫu dáng vẻ. Bởi vì lần này ác liệt sự kiện cho ngươi tạo thành ấn tượng xấu, vì biểu đạt ấy nấy, cái này xây dựng diện tích ta có thể cho ngươi tăng lên tới 800 mẫu. Giá cả không thay đổi. Đồng thời, từ nay về sau, chỉ cần là một tiểu thư các ngươi chuyện công xưởng, phàm là có bất kỳ an toàn tai họa ngầm, chúng ta Kha Lam địa phương vũ trang, chinh phục quân đều sẽ ngay đầu tiên vì ngươi hộ giá hộ tống. Không thể không nói, điều kiện này hoàn toàn chính xác tương đương hậu đãi, cho dù là một ngữ yên nghe, đều có chút ý động tại Kha Lam lo lắng nhất không ai qua được vấn đề an toàn. Có nít cái này số 3 đầu một cam đoan, có địa phương vũ trang hộ giá hộ tống, cơ hồ không có điêu dân dám đi treo chọc nàng sẽ phải kiến tạo công xưởng. Đừng nhìn Kha Lam địa phương vũ trang cao ốc như thế không chịu nổi, nhưng kỳ thực chỉ cần một chút cho chút thời gian, địa phương vũ trang chí ít có thể triệu tập trên một vạn người Kha Lam đội ngũ. Đây cũng là vì cái gì, lão hoàng bọn người ở tại cứu một ngữ yên về sau, không có đánh chết những cái kia vũ trang lực lượng nguyên nhân. Có chút xung đột, sẽ dẫn tới càng lớn trả thù. Nơi này là Kha Lam, không phải Long Quốc. Nhân số ít, không có khả năng thật lên xung đột chính diện. Một tiểu thư, ngươi cảm thấy thành ý của ta thế nào? Nít uống một ngụm nhập khẩu cà phê, nhẹ nhàng thoải mái mà cười cười hỏi. Một ngữ yên không có trả lời, mà chính là mang theo hỏi thăm ánh mắt, nhìn phía tần lãng. Tần lãng ôm một ngữ yên, không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt sờ lấy dựa vào ghế dựa đem tay, vuốt ve trong chốc lát về sau, mới chậm rãi âm thanh lạnh lùng nói, phạm sai lầm, cho cái bánh kẹo liền muốn đánh ra rồi. Động thủ cái kia số 20 người, ngươi làm sao một chữ đều không có đề cập còn có cái kia hậu trường sai sử tiểu đầu mục cũng chưa từng đã nghe ngươi nói một câu chẳng lẽ tại long quốc ngươi liền học được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo không biết cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ sao sợ hãi có sao nói vậy tại loại trường hợp này tần lãng cũng không biết sợ hai chữ làm như thế nào viết đến đều tới tăng lớn điểm xây dựng diện tích vừa muốn đem hắn cho đánh ra rồi chơi đâu lừa dối tiểu bằng hữu đâu đúng hay không vậy ý của ngươi là nít có chút không cao hứng hắn tại Long Quốc thời điểm là cái du học sinh không giả, nhưng sau khi trở về, đều đã trở thành địa phương vũ trang lực lượng số 3 đầu mục, nắm trong tay có đại quyền, có thể nói lên được là dưới một người, trên vạn người. Để tần lãng những người này tiến phòng làm việc của hắn, đã là lớn lao ban ơn, còn dám đối với hắn đền bù bất mãn. Quá lộ liễu đi. Tùy ý thiết trí cửa khẩu cái kia số 20 người, đều cho ta đập chết. Chuyện này, giao cho ta người đến xử lý là được. Đến mức cái kia hậu trường sai sử đầu mục, sách đi ra, cắt đầu, cho ta treo ở các ngôi cao ốc văn phòng trước ba ngày ba đêm, cái này được các ngươi tự mình động thủ ta muốn cảnh cáo toàn bộ kha lam động người khác có thể động ta người đến chết nhất định phải chết rất thảm tần lãng ngẩng đầu mang trên mặt ngoạn vị nụ cười ngữ khí rất bình thản lại đưa ra khiến người ta sau lưng phát lạnh yêu cầu đừng nói là nít thì liền một ngữ yên cùng lâm ấu sở thậm chí cả quân tử đều bị hù dọa biết thiếu gia mãn cũng không nghĩ tới như thế mãn a tại kha lam nơi đó vũ trang cao ốc văn phòng bên trong chỉ số ba đầu một cái mũi để hắn đi làm thịt mình người ngươi yêu cầu này có phải hay không quá phận rồi không nên quên nơi này là kha lam không phải là các ngươi long quốc không phải ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì nít tức giận tần lãng yêu cầu không thể nghi ngờ là là tại đánh mặt của hắn thân là số ba đầu mục làm sao có thể dùng thủ hạ mình mệnh đi thỏa mãn long quốc người yêu cầu cái này còn thế nào phục chúng căn bản liền không khả năng ngươi có thể không động thủ nhưng nếu như ta tự mình tới chết người khả năng thì không nhất định chỉ là như thế hai mươi mấy cái Tần Lãng Y Nguyên Phong kinh vân đạm nhìn qua Nít, tự hồ tịnh không để ý hắn phẫn nộ hay không. Nít cười lạnh, khẩu khí thật lớn, làm chúng ta Kha Lam là địa phương nào rồi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cảm thấy, chính mình thì nhất định có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài sao? Kha Lam nhất làm cho bên ngoài người ta gọi là, chính là hỗn loạn. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh dùng binh khí đánh nhau, chết một đám người, trong đó không cẩn thận có mấy cái long quốc người, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Quân tử tiến lên một bước, toàn thân tản mát ra một cổ sát khí, chầm chầm lấy trước mắt nít đã động sát tâm thực sự không được bắt cóc nít rời đi nơi này cũng vẫn có thể xem là một cái điện pháp chớ khẩn trương thoải mái tinh thần tần lãng vỗ vỗ một ngữ yên bả vai đồng thời đối với quân tử nói một tiếng chúng ta có thể ra chuyện nhưng tuyệt đối không thể là hôm nay bằng không nước láng giềng long quốc quản lý cố an không bài trừ hướng nước láng giềng mượn binh khả năng long quốc mặc dù xa nhưng một câu phân lượng cũng không phải hiện tại kha lam có thế thừa nhận được ta nói như vậy ngươi hiểu không ta đang uy hiếp ngươi ngươi hiểu không minh bạch tần lãng buông ra một ngữ yên hướng về nít trước mặt đi tới vương tay tại trên gương mặt của hắn vỗ vỗ động ta ngươi có chết hay không ta không dám xác định nhưng là các ngươi kha lam nơi đó vũ trang khẳng định sẽ trở thành chuột chạy qua đường không tin ngươi có thể thử một chút uy hiếp ha ha cái này một hàng tần lãng mới là chuyên gia tới nơi này nếu như đụng phải cái chỉ biết là cầm súng dỗi lấy đầu người mục đích vậy thì phải thay cái phương thức xử lý kết quả đụng phải người nào không tốt hết lần này tới lần khác đụng phải một cái tại long quốc du học biết long quốc cường đại khi dễ hắn thế nào? Hắn dám động sao? Cũng tỷ như nói hiện tại, nít mặt bị đập, tay của hắn đặt ở bên hông bao súng phía trên, dám móc ra thương tới sao? Không, hắn co dám. Du học qua nít, so ai cũng biết Long Quốc cường đại. Dù là tâm lý tức giận nữa, cũng biết ẩn nhẫn đi xuống, chí ít hôm nay, không dám đối tầng lãng ra tay. Chương 298, không cúi đầu. Non không chết thì xong việc. Đừng trừng ta, thì ngươi cái kia chút khí lực, giữ lấy trở về theo ngươi đàn bà sứ đi thôi. Tần Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ nít mặt, "Yêu cầu của ta, hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, muốn bằng không hậu quả sẽ như thế nào, ta thì không dám hứa chắc." Nói xong câu đó, không nhìn tới trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài nít, Tần Lãng kêu gọi, liền dẫn một ngữ yên cùng Lâm Ấu Sở rời đi. Đi ra văn phòng về sau, Lâm Ấu Sở nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói, "Tần Lãng, vừa mới ngươi làm chính là không phải có chút quá quá mức rồi." Nơi này nói thế nào cũng là Kha Lam A, là địa bàn của bọn hắn đã nói xong đánh người không đánh mặt, ngươi còn đánh tên kia mặt, quan trọng tên kia vẫn là Kha Lam địa phương vũ trang số 3 đầu mục. Tên kia sợ là phải bị làm tức chết, nhất là vừa mới đi ra khỏi văn phòng thời điểm, ta quay đầu nhìn thoáng qua, hắn trong mắt vì cái gì có thể lồi rõ ràng như vậy, đây chẳng lẽ là loài người trên lệch sao? Thật thần kỳ. Một ngữ yên viện cái tráng, nhìn lấy chính mình cái này không sợ trời không sợ đất bạn thân, có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu nói cái kia hai câu, nàng còn tưởng rằng Lâm Ấu sợ thay đổi tính, thế mà lo lắng lên cái này tới. Kết quả, Nói nói thì lạc đề, chú ý điểm lại là nít trong mắt có thể lồi ra đến rõ ràng như vậy. Có lầm hay không? Nơi này là Kha Lam địa phương vũ trang cao ốc văn phòng A, đều là bản xứ vũ trang người. Phàm là nít hiểu rõ không có khắc sâu như vậy, vừa mới thì khẳng định sẽ phát sinh xung đột, tiếp theo các nàng liền sẽ bị Kha Lam nơi đó vũ trang cho bao bọc vây quanh. Nơi này là Kha Lam cao ốc văn phòng, cho dù là thủ gia lão hoàng bọn người toàn bộ chạy đến, đều cứu không đi các nàng. Ngươi có biết hay không vừa mới nguy hiểm cỡ nào? Muốn là nít hô người, vừa mới chúng ta liền sẽ bị trắng, rốt cuộc không thể rời bỏ nơi này. Một ngữ yên dùng ngón tay đầu chọc chọc lâm ấu sở tráng. Lâm ấu sở toàn thân giật cả mình, đi không có mấy bước, theo thì thân thể phát ra rất nhỏ run rẩy. Hiện tại biết sợ hãi, vừa mới đi nơi nào. Một ngữ yên liếc mắt, tức giận dạy dỗ. Lâm ấu sở miếng khóe miệng, nhăn nhó nếu lấy góc áo của nàng, ngữ yên, ta nhịn không nổi, vừa rồi tại tên kia văn phòng uống quá nhiều cà phê. Nhìn thoáng qua trong hành lang thỉnh thoảng đi qua Kha Lam người, trong ánh mắt mang theo có chút tham lam, Lâm ấu sở từ bỏ một ngữ yên, đổi nắm lấy tầng lãng cánh tay ngươi bồi ta đi chuyến nhà vệ sinh thôi đi vừa vặn ta cũng muốn thuận tiện thuận tiện tầng lãng khóe miệng hơi hơi dương lên tại lâm ấu sở nhăn nhó hai đầu đôi chân dài phía trên nhìn lướt qua một phút sau đó nít văn phòng một tên mặc lấy chế thức phục trang địa phương vũ trang nhân viên đi đến cúi đầu nói kha lam bản quốc lời nói nít tiên sinh có gì cần phân phó sao đám người kia đi rồi sao nít trong tay vuốt vuốt một cái tay thương trong mắt chỗ sâu mang theo một đám kiêu động hỏa diễm trước khi đi có một nam một nữ lên chuyến nhà vệ sinh sau đó liền rời đi người da đen kia trả lời xong về sau chủ động hỏi nick tiên sinh tự hồ đối với mấy tên kia rất khó chịu cần ta dẫn người đi đem bọn hắn cho người da đen đối với mình là một cái cắt cổ động tác thử nhìn về phía nick tạm thời không muốn làm như thế phái mấy người theo dõi bọn hắn tìm tới điểm dừng chân chờ ta phân phó nick không thể nghi ngờ ra lệnh tại kha lam hắn là lão đại mà không phải tần lãng bọn người tại phòng làm việc của hắn còn dám kiêu ngạo như vậy thậm chí dám can đảm đập mặt của hắn, là ai cho tầng lãng mặt. Thật đem mình làm nhân vật. Không phải liền là sớm cùng nước láng giềng quản lý quán lên tiếng chào. Hôm nay không thể động, ngày mai đâu. Kha Lam loạn như vậy, ai biết sẽ lan đến gần người nào sinh mệnh. Lại nói, tại Kha Lam, hắn một hô trăm cầm giữ, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì hắn bán mạng. Kha Lam không có có sân bay, tầng lãng bọn người muốn rời khỏi, nhất định phải sẽ đi qua đầu kia đi nước láng giềng phải qua đường. Muốn là tầng lãng rời đi Kha Lam về sau, xảy ra ngoài ý muốn, làm sao có thể đem giả dối không có thật tội danh quan tại bọn họ Kha Lam trên đầu. Cùng hắn chơi. Muốn chết. Nít nhìn qua đại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, trong thần sắc, càng hung lệ. Thật là thoải mái a. À. Lâm ấu sở dựa vào trên ghế ngồi, duỗi lưng một cái, còn thật đừng nói, Kha Lam nơi này liền đường cái đều không có mấy đầu, nhà vệ sinh ngược lại là thật sạch sẽ. Một ngữ yên nghi ngờ liếc qua phía bên phải tầng lãng, muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra ít đồ, kết quả gia hỏa này lên xe thì nhắm mắt lại. Cũng không biết là mệt mỏi, vẫn là bồi tiếp lâm ấu sở đi nhà xí trên đường làm một ít chuyện gì a à, cái này kha lam thế mà còn có đại kim ly lâm ấu sở nhìn ngoài cửa sổ sóc nảy mà qua một chiếc kim bôi diện bao xe lên tiếng kinh hô tại cái này tha hương nơi đất khách quê người có thể nhìn thấy cái này quen thuộc xe rất có một phen kinh ngạc một ngữ yên tâm tình có chút không tốt luôn cảm giác có chút không đúng vị không cao hứng nói rất nhiều quen thuộc xe tại trên quốc tế đại đa số đều là tiêu hướng những nước nhỏ này ở chỗ này nhìn thấy cũng không tính ngoài ý muốn không cần thiết giật mình như vậy nàng không nhìn tới lâm ấu sở mà chính là nhìn về phía nhắm hai mắt tần lãng hiếu kỳ nói chúng ta bây giờ đem địa phương vũ trang lực lượng cũng cho làm mất lòng làm sao bây giờ sau này tại kha lam chúng ta khẳng định là sẽ bị khắp nơi châm đúng muốn không chúng ta vẫn là về nước đi ngoại trừ kha lam khác một số tiểu quốc cũng có thể coi như xây dựng lựa chọn không là nhất định phải nơi này không thể không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng nàng sợ tần lãng sẽ tiếp tục lỗ mãn đi xuống mặc dù biết bối cảnh của hắn cũng biết sự lợi hại của hắn nhưng dù nói thế nào đây là tại trên địa bàn của người ta, thì trước mắt Tần Lãng mang tới những người kia, tăng thêm nàng mang tới Bảo Tiêu, cùng một chỗ cũng không có 80 người, làm sao cùng Kha Lam nơi đó vũ trang liều. Làm gì muốn đi? Cùng Kha Lam người cúi đầu sao? Tại sao muốn cúi đầu đâu? Bọn họ mạnh mẽ hơn ta hay sao? Tần Lãng nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thào. Một ngữ yên lắc đầu, không phải nói Kha Lam cường đại, chỉ là ngươi sách những cái kia yêu cầu, Nipp sẽ không đáp ứng, hắn đầu mục của hắn càng không khả năng đáp ứng. Cho nên, dù là hôm nay sẽ không về sau Kha Lam cũng sẽ đối với chúng ta hạ độc thủ. Tần lãng ngáp một cái. Một ngữ yên trầm ngâm trong chốc lát, ngầm thừa nhận gật đầu, trong thanh âm mang theo cầu khẩn, nhất định là như vậy, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi, mặc kệ sự tình gì, đều sau này hãy nói có được hay không. Bọn hắn người nhiều lắm, ngươi sẽ rất nguy hiểm, đừng như vậy đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong được hay không. Ta thật vô cùng sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đừng sợ. Tần lãng mở mắt, vuốt vuốt một ngữ yên cái kia một đầu nhu thuận tóc dài, cười lạnh một tiếng, ta xách yêu cầu, bọn họ đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng, ta có biện pháp bước lấy bọn hắn đáp ứng. Vừa dứt lời, vang một tiếng, SUV phía sau vang lên một đạo tiếng vang. Trên xe quân tử, Lâm Ấu Sở, một ngữ yên ba người ào ào quay đầu, chỉ thấy cái kia một tòa cao nhất địa phương vũ trang cao ốc văn phòng, có một cổ nồng hậu dày đặc khói đen, cuồn cuộn bay lên. Ùng ục. Một ngữ yên cùng Lâm Ấu Sở liếc nhau, đều là sợ hãi không thôi. Thời gian này, địa điểm này, kết hợp với tầng lãng mới vừa nói câu nói kia hắn đem Kha Lam số 3 đầu một mặt đánh không nói, trước khi đi, còn trực tiếp đem cao ốc văn phòng cho. Nổ. Đừng nói hai nữ nhân này, thì liền quân tử, đều là tâm lý rung động không thôi. Yên lặng mở ra SUV âm hưởng, một đạo sụp sôi nhân tâm âm nhạc, chấn động lên. Chương 299, Anh Hoa Quốc ám nhận. Thiếu gia, mình đến đón lấy làm sao xử lý? Là trực tiếp trùng mất, vẫn là đi theo quy trình. Quân tử đầu nhẹ nhàng loạn choạng, đánh nhịp. Có sao nói vậy, theo thiếu gia đằng sau lăn lộn, hoặc là đại hỷ, một đường hát vang tiếng mạnh, hoặc là buồn phiền, một bước trực tiếp lên trời. Tại Kha Lam đại bản doanh, đem địa phương vũ trang cao ốc văn phòng đều cho nổ. Đây con mẹ nó, rõ ràng là không chết không thôi cục diện. Không được bao lâu, chờ Kha Lam bên kia kịp phản ứng, liền sẽ điên cuồng phản công. Chùng mất cái gì? Đi vào thời điểm không phải soát người sao? Trên người của ta muốn là trang lấy thuốc nổ, bọn họ có thế không phát hiện được. Không chừng là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, có người bị mua chuột, ác ý làm lần này tập kích tần lãng tay gối cái đầu ngáp một cái có chút buồn ngủ đi về trước đi gọi lão hoàng bọn họ dẫn người đem đằng sau mấy cái kia cái đuôi giải quyết rơi tuy nói những thứ này kha lam người đối địa phương địa hình tương đương quen thuộc cùng rất xa thế nhưng một cổ rõ ràng sát ý hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng thì tại sao lưng không đủ một nghìn m vị trí vị trang thành địa phương một chiếc phổ thông xe ô tô ta cái này thông báo lão hoàng quân tử gật đầu dù là trong lòng lại thế nào không chắc nhưng chỉ cần là thiếu gia phân phó hắn đều sẽ không chút do dự đi chấp hành tại Kha Lam tản bộ một vòng về sau, chờ trở về cái kia mảnh thành đàn nhà ngang lúc, một đoàn bảo tiêu, đều là hai mặt nhìn nhau đứng ở bên ngoài nhà khu vực an toàn, nhìn chầm chầm trong đó một gian nhà ngang, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, cả đám đều đứng bên ngoài lấy làm gì? Lão Hoàng sau một bước giải quyết cái đuôi, nhìn lấy chính mình mang tới một đám huynh đệ nghĩ mà sợ bộ dáng, không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Địch tập. Bên trong một cái bảo tiêu mặt lộ vẻ xấu hổ, tại lão Hoàng ép hỏi dưới, không dám nhìn tới tầng lãng ánh mắt, cúi đầu ấy nấy nói, thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi, có địch nhân chạm vào tới tên kia cũng là giảo hoạt chỉ ở sát vách nhà ngang bên trong thả một cái màu đen cái túi liền bỏ trốn mất dạng căn bản cũng không có cùng chúng ta chính diện giao thủ ý tứ chúng ta hoài nghi cái kia màu đen đại trong túi trang là bom chỉ là chúng ta xem như không có người nào là chuyên nghiệp mang ra đạn tay vượt qua lôi khu lão hoàng trầm giọng cái này lôi khu là hắn cố ý thiết trí chỉ có hắn mang tới người mới hiểu đặc thù tiêu ký kết quả hiện tại tùy tiện một địch nhân liền vượt qua lôi khu âm thầm đi vào còn để lại bom cái này không thể nghi ngờ là tại thiếu gia trước mặt, đem hắn rơi vào vô năng chi địa. Ta đi mang ra đạn." Lão hoàng cắn răng một cái. Hắn lúc trước đến thời điểm, thế nhưng là cùng quân tử đánh cốt cam đoan, chắc chắn sẽ đem phía sau cho kinh doanh thành thùng sắt một mảnh. Hiện tại gây ra rủi ro, tất nhiên muốn làm gương tốt. Đứng lại." Tần Lãng A ở chuẩn bị tiến về nhà ngang lão hoàng, hướng về phía quân tử đưa tay, gia hỏa sự tình lấy ra. Quân tử từ bên hông, đem một thanh đặc chế đe xuất IG giao cho Tần Lãng trong tay. Cuối đầu nhìn thoáng qua, tần lãng tiện tay đem súng lục cho ném ra ngoài đánh cái gì súng lục ta là bắn súng ngắn người sao đại gia hỏa quân tử vội vàng chạy chậm đi suv cốc sau đem một cái màu xanh sẫm súng lựu đạn khiên ra ngoài giá lâm tần lãng trên bờ vai tần lãng hít mắt nhắm ngay ống nhắm vừa bóp cò về một tiếng một viên tròn vo lựu đạn phát bắn ra ngoài chính bên trong cái kia một gian nhà ngang quanh một tiếng toàn bộ nhà ngang nổ tung khói đặc cuồn cuộn các đá bay tứ tung tại trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích bên trong có bom cho dù là nổ tung quy lực cũng không kịp cái này súng lựu đạn 10%. nơi này không thể ở lại lưu lại mấy cái âm sắc tốt vệ tinh truyền tinh thiết bị phái mấy người thay phiên tại một đầu khác dùng truyền tinh thiết bị tâm sự đôi khu có thế nổ chết mấy cái kha lam người là mấy cái phát huy tác dụng lớn nhất tầng lãng đều đâu vào đấy phân phó lấy tại loại này khoa học kỹ thuật lạc hậu việc không ai quản lý khu vực đơn giản một chút tiểu thủ đoạn thì có thể giải quyết rơi một nhóm không sợ chết địa phương vũ trang lực lượng về phần hắn đương nhiên là đi tìm cái kia để đặt bom tổ chức nói được cái gì tại Kha Lam tốt xấu lẫn lộn, tuy nói có nhiều vô số kể một số thế lực cùng tổ chức, dựa vào cái này việc không ai quản lý khu vực kinh doanh một số màu đen mua bán. Nhưng hắn đầu này qua Hải Long đều tới. Địa phương tổ chức, là hổ là trùng, đều phải cho hắn nằm sấp. Địch nhân là cái nào một đường? Muốn là ngay cả điều này cũng không biết, các ngươi liền có thể thu thập che phủ, cút về. Quân tử đứng tại tầng lãng bên cạnh, trầm giọng nhìn chằm chằm lão hoàng, ngữ khí tương đương nghiêm túc. Hắn là tại thay thiếu gia nổi giận, đồng thời cũng là tại cho lão hoàng một cái hạ bậc thang là anh hoa quốc nhẫn giả, thân pháp của hắn quá quỷ dị, loại người này khẳng định là địa phương ám nhận người. Khoảng cách Kha Lam trung tâm cao ốc văn phòng ước chừng 20 km khu vực, có một chỉ tương đương tổ chức khổng lồ ám nhận. Trong đó, lớn nhất làm cho người nghe tiếng mất hồn mất vía, chính là ám nhận bên trong, cái kia xuất quỷ nhập thần nhẫn giả tiểu đội. Người không nhiều, bình thường một cái tiểu biên đội, bất quá mười mấy người, nhưng lại có thể đem gấp 10 lần so với tự thân địch nhân, cho lặng yên không tiếng động chém giết. Cho dù là Kha Lam nơi đó vũ trang lực lượng cũng không có can đảm kia, tùy tiện đi rút con cọp này chồng râu. Mọi người đều biết, những tổ chức này mục đích, căn bản cũng không phải là Kha Lam nắm giữ quyền, chẳng qua là mượn chỗ này khu vực ưu thế, không có bất kỳ cái gì quản hạt, tại kinh doanh thuộc tại ích lợi của mình liền thôi. Màn đêm buông xuống, mây đen che đậy, một cổ cẩn trọng bao phủ trên không trung. Một nhà có anh hoa quốc đặc biệt đèn nê ông quầy rượu, một mảnh huyên náo, bên trong quanh quẩn lấy làn điệu tiểu mà bén nhọn âm nhạc, bỗng nhiên gấp rút, bỗng nhiên thư giãn. Buông ra, ngươi làm sao mới trở về? chẳng qua là cho ngươi đi hù dọa một chút đám kia Long Quốc gia hỏa, xài như thế nào phí hết thời gian lâu như vậy. Một tên trần trụi nửa người trên trắng háng, ở ngực trước có một đạo sẹo đau dữ tợn, theo phía bên phải bả vai một cái ngang dọc đến chỗ rốn. Hắn một cái tay ôm một tên mặc lấy kimono nữ nhân, một cái tay bưng ly rượu đỏ, bắt chéo hai chân, nhìn qua theo ngoài cửa đi tới những giả buông ra, nhịn không được trêu chọc lên, đã giải quyết chưa? Chết mấy cái Long Quốc người, buông ra cắn răng, không có lên tiếng, yên lặng ngồi tại một cái nhập khẩu trên ghế salon. Ánh mắt tứ phương, bốn phía đánh giá tự hồ muốn tại cái này trong thời gian ngắn, đem trong quán rượu mặt người đều cho nhớ kỹ, đồng thời xem thấu cất dấu trong đó cao thủ. Cắt. Tráng hán gặp buông ra không để ý chính mình, nhất thời lạnh hừ một tiếng, quay đầu qua hướng về phía kimono nữ lục lọi lên. Ngay lúc này, bên ngoài quán rượu, lại có hai tên gia vàng nam tử đi đến. Trước tiên đưa tới trong quán rượu số ít anh hoa người chú mục. Đầu lĩnh kia mảnh mai nam tử, ngoại trừ đẹp trai, bọn họ cái gì cũng nhìn không ra. Có thể đi theo hắn bên cạnh tráng hán, lại giống như là một cái ẩn nút mảnh hổ, trên thân mang theo một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Kể đến không thiện. Chương 300, khí chất, địa vị, tài phú tăng thêm khí vận chi nữ. Tần Lãng cũng không có đi xem những cái kia nhìn chằm chầm anh hoa người, lão thần tự tại đi đến tráng háng phụ cận, chọn lấy một cái đặc lập độc hành, hào hoa bản ghế sofa, ngồi xuống. Nhất thời, cả cái trong quán rượu, tiếng động lớn thanh âm huyên náo tựa như là bị người cho nắm cổ họng đồng dạng, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nín thở. Bởi vì, cái này ghế dựa, là vị kia đại nhân chuyên trúc, hiển nhiên lại có thế có người dám ngồi ở phía trên. Phải biết, cái kia đại nhân ngày bình thường nghiêm trọng nhất chính là bệnh thích sạch sẽ, chán ghét hết thảy không thuộc về mình sự vật. Tần lãng loại hành vi này, tương đương với đã là bị tuyên án tử hình. Đứng ngốc ở đó làm gì, không biết đi bưng rượu sao. Tần lãng nói một miệng lưu loát long quốc lời nói, hướng về phía một tên phục vụ viên ăn mặc anh hoa người quát lớn. Cái kia dáng người nhỏ gầy anh hoa người khóe miệng giật một cái, lại như củ bưng khay đi tới, đem rượu đưa tới tần lãng trước mặt. Tuyệt đại đa số người cũng không biết, vị này phục vụ viên kỳ thực chính là một tên anh hoa nhẫn giả đồng thời đẳng cấp tương đối cao đứng hàng trung nhẫn trong lòng của hắn đã cho tần lãng vẽ lên một cái to lớn xiên số nhận định đây là một cái kẻ chắc chắn phải chết nhưng tịnh không để ý tại vì kia đại nhân nổi giận trước đó chính mình động thủ trước thay vị kia đại nhân quét sạch cái này muốn chết gia hỏa có thể ngay tại hắn trong tay áo phi tiêu sắp lấy ra thời điểm tần lãng nắm khay bên trong một cái bình rượu dùng lực hất lên bành một tiếng đập vỡ trung nhẫn tráng chửi ầm lên cậu thí ám nhận đại bản danh chiêu đãi khách nhân thì dùng loại này cạn bã loại rượu cho lão tử đổi tốt nhất long quốc mao đài đừng cả những thứ vô dụng này rượu vang đỏ uống vào cùng mèo nước tiểu giống như bát giác trung nhẫn giận dữ phi tiêu ra tay áo nắm tay cầm thẳng hướng về tầng lãng cái cổ đâm vào không giống nhau tầng lãng xuất thủ đứng tại hắn bên cạnh quân tử giống như là một cái vận sức chờ phát động mảnh hổ một bước tiến lên toàn lực quanh ra một quyền cái kia anh hoa trung nhẫn vội vàng hai tay che ở trước người đón đỡ bành một đạo tiếng vang truyền ra Quân tử khí lực quá lớn, lớn đến căn bản cũng không phải là nhân loại cốt cách có thể chịu được phạm trù. Mắt trần có thể thấy, cái kia anh hoa trung những hai cánh tay cánh tay trực tiếp đứt gãy, dày đặc bạch cốt, thoát ly da thịt. Cái này còn chưa kết thúc, quân tử nắm đấm lại tiếng, đánh phía trung những lồng ngực, răng rắc răng rắc một trận rùng mình âm thanh vang lên. Trong lúc này những lồng ngực trực tiếp sụp đổ một khối to lớn cái hố nhỏ, đồng thời cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngã ở lúc trước tên kia mặt sẹo đại hán trong ngực. Bát giác, mặt sẹo đại hán đem trung những thi thể cấp Hiên phi cầm lấy bên cạnh võ sĩ đao liền làm ra chém thẳng động tác hướng về tầng lãng phương hướng vọt tới tốc độ của hắn rất nhanh không phải người bình thường có thể đi ngăn cản có thể lần này liền quân tử cũng không hề động thủ không biết từ nơi nào toát ra một cái màu đỏ tươi dao găm theo mặt sẹo đại hán nắm chui đao mu bàn tay xẹt qua năm ngón tay liền mang theo xương ngón tay đều bị tách ra đều tróc ra cái này ném dao găm người thủ pháp cực kỳ tinh diệu tự hồ là xem thấu xương ngón tay phân bộ theo khe hở bên trong xuyên qua một đao đem hoàn toàn chia cắt khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối trong quán bar nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên mấy cái ẩn nặc nhẫn giả đều xuất thủ có thể từng cái màu đỏ tươi dao găm lên tiếng ném mạnh mà ra chỉ chỉ trúng đích mệnh môn bị mất mạng tại chỗ trong đó không thiếu có trung nhẫn tồn tại và mặt sẹo đại hán bưng đít lấy không ngừng chảy máu tay cầm cắn răng thống cổ trường lấy tầng lãng phương hướng tần lãng không thú vị lắc đầu một năm trước không phải có người dạy qua các ngươi tại kha lam gặp phải long quốc người muốn nói long quốc lời nói sao làm sao hiện tại cái này đảo mắt thì quên đi ám nhận tại Kha Lam, tuyệt đối là không thể coi thường một thế lực, tương đương cường đại, gần với ẩn sát. Tại nguyên lấy bên trong, cũng coi là trung kỳ một cái không nhỏ bốt tổ chức. Trong đó, muốn lấy ám nhận ám chủ, phần diễn tối cao. Dù sao, cái này ám chủ, thế nhưng là anh hoa quốc tuyệt đại gia nhân. Một số bí ẩn, đối với người khác mà nói không được biết, nhưng đối với tầng lãng mà nói, lại là không có chút nào bí mật có thể nói. Mặt sẹo đại hán cắn răng, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nói có một chút sức sẹo long quốc lời nói, ngươi là ẩn sát người đáy mắt của hắn chỗ sâu không chỉ có mang theo kinh hoảng càng có một cổ bàn bạc phẫn nộ đó là bọn họ ám nhận dùng máu tươi đều không thể rửa sạch một lần sỉ nhục năm đó ẩn sát chỉ phái một người liền đem bọn hắn ám nhận ba vị thượng nhẫn đều tru sát đồng thời đến bây giờ đều không có tìm được vị kia động thủ ẩn sát người cũng bởi vì lúc trước bọn họ ám nhận lợi dụng ngôn ngữ không tiện làm lý do lừa giết một tên long quốc người liền bị ẩn sát như vậy điên cuồng trả thù còn bị cảnh cáo sau này nhìn thấy long quốc người phải dùng long quốc lời nói giao lưu tần lãng cười lắc đầu mặc dù nói ta đích xác là long quốc người nhưng rất không có ý tứ ta cùng ẩn sát cũng không có quan hệ nhưng cơ hội không 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 hoàn toàn không cần thiết ẩn sát dựa vào một người chém giết ám nhận ba vị thượng nhẫn liền dọa đến ám nhận cơ hồ tất cả mọi người học xong long quốc lời nói ẩn sát có thể ấn xuống ám nhận đầu hắn tần lãng như cũ có thể ấn xuống ám chủ đầu sưu sưu đang nói chuyện quay người bên trong ngồi tại cách đó không xa buông ra đã xé toan mặt nạ da người trước tiên hóa thành một đạo ám ảnh, vọt tới giữa đám người. Từng người từng người nhẫn giả, từng người từng người võ sĩ, đều bị đánh chết tại chỗ. Một người, năm người, mười người, ba mươi người. Tại chỗ nhẫn giả cùng võ sĩ thêm tại cùng một chỗ, sợ là đều không có vượt qua trăm người, tại ngắn mũi này vài phút không đến thời điểm, đã bị chém giết một phần ba. Đồng thời, còn có hơn mười người móc súng anh hoa người, cũng bị dao găm cho xuyên qua ít hầu. Kana Ishiha. Tại hạ hải hoàng bang bang chủ tần lãng, hôm nay bái kiến, không biết có hay không vinh hạnh, có thể gặp gia nhân một mặt a. À. Tần lãng ngồi tại hào hoa trên ghế salon, hướng về phía trên lầu hô một tiếng. Theo đạo lý nói, vị này ám nhận ám chủ, hẳn là đợi tại Kha Lam, dù sau này nương môn tại Anh Hoa bên kia, có thể là có rất nhiều rất nhiều địch nhân. Nàng muốn là trở lại Anh Hoa, có một nhóm người lớn, như muốn chém giết, vì vậy, đến bây giờ đều là mai danh ẩn tính. Toàn bộ ám nhận bên trong, đều không có mấy cái cao tầng biết hắn tên thật. Tần lãng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian, chờ cái gì cậu thí thượng nhẫn đi ra tiếp qua cái mấy trăm hơn ngàn chiêu thức hoàn toàn không có ý nghĩa chỉ Kana ishiha bốn chữ này liền có thể kinh động ám nhận ám chủ bắt giặc phải bắt vua trước đối với cái này ám nhận ám chủ tầng lãng thế nhưng là có rất lớn hứng thú không chỉ có là nàng vị kia tuổi nhỏ lúc bị chỉnh cái anh hoa quốc phụng làm thần tiên giống như nhan trị càng có hắn thuộc tính đặc biệt tăng thêm lại thêm một tầng quốc gia bút bao phủ cùng hẹn hò khiến cho thẹn thùng một bộ này đã không thích hợp tại nhiều như vậy tầng bút điệp gia khí vận chi nữ cái kia nam nhân thời điểm, vẫn là đến mạnh cứng một chút. Cùng ẩn sát một dạng, ấn xuống đầu thì xong việc a. À.